bus. Quái vật gặm gặm. Wow, cây nấm này thật là đẹp quá đi. Chắc chắn nó sẽ rất ngon cho mà xem. Đi nhỏ ơi, đi về thôi. Để giờ ăn rồi, tớ tới đây. Ngon quá đi. Tớ muốn ăn thêm nấm. Cảnh sát trưởng Labrador, Hải Lý Ngọ đã bị biến thành quái vật rồi. Cậu ấy lại còn cắn hoa bọt trắng nữa. Đáng sợ lắm hả? Cậu ấy cắn mạnh vậy sao? Có chuyện rồi Dobby. Chúng ta phải đi tìm Hải Lý nhỏ ngay. Được thôi. Với chiếc gối này, mông của tôi sẽ được an toàn. Cậu bé đâu rồi nhỉ? Trong bụi cây, đi nào. Kia là Hải Ly nhỏ. Hải Ly nhỏ. Cậu bé đang gặp vấn đề. Này Hải Ly nhỏ. Hải Ly nhỏ, không được cắn. Tay tôi. Này Hải Ly nhỏ. Sao lại là chú nữa? Cẩn thận đây. Dobby, chúng ta leo lên cây ngay. Nấm, cây nấm khổng lồ. Nấm ư? Sao cậu bé lại bảo con bướm là cây nấm được nhỉ? Cái gì kia? Không thể nào. Đây là dấu răng của Hải Ly nhỏ. Tôi hiểu rồi. Hải Ly nhỏ đã bị ngộ độc nấm độc. Cho nên cậu bé mới hành động lạ như vậy. Bị ngộ độc á? Vậy trong mắt cậu bé, hai chúng ta là hai cây nấm khổng lồ phải không? Chúng ta cần phải mang cậu bé đến bệnh viện ngay. Nấm, nấm ngon. Đã nhả nhả. Cậu ấy kia kìa. Nấm, nấm ngon ngon. Quay lại đây Hải Ly nhỏ. Quay lại đây. Quay lại đây nào. Nấm ngon à. Tuyệt. Cậu bé thật sự nghĩ chúng ta là hai cây nấm. Tiếp tục đi. Không, bên này. Đó. Nấm, nấm ngon. Bên này.
Hải Ly nhỏ. Nấm ngon. Nhanh, tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn phải luôn coi chừng nấm mọc hoang trong tự nhiên. Chúng có thể trông rất màu sắc và đẹp mắt, nhưng chúng cũng rất nguy hiểm vì nấm thường đều có độc. Không được hái hoặc ăn chúng nhé. Hãy nhớ thật kỹ bài học hôm nay. Cẩn thận với người lạ. Ủa, bà ơi, bà không sao chứ? Chân tôi đau quá. Cháu giúp bà tới bệnh viện được không cháu Hiếu? Cháu xin lỗi, ba mẹ nói là cháu không được đi với người lạ. Xin cháu giúp bà đi mà. Để cháu gọi người lớn đến giúp bà nhá. Thằng bé này thông minh thật đấy. Mình phải tìm đứa khác mới được. Ôi chân tôi đau quá. Bà gấu mèo ơi, bà có sao không? Cháu yêu, giúp bà đến bệnh viện có được không? Tất nhiên là được ạ. Cháu thật tốt bụng quá nào. Ta đi nào. Ôi không, mình phải gọi ngay cho cảnh sát trưởng Labrador. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa thấy mèo con đi với một người lạ. Xin hãy tới đây ngay ạ. Đừng lo, chú sẽ tới đó ngay. Họ đi đường nào? Đường kia. Đi nào. Thôi được rồi, đi nào. Dừng lại. Nhanh lên cháu. Đứng lại ngay. Không được cử động. Hả? Đây, đây. Chú cảnh sát, chú làm cái gì thế hả? Chúng tôi đang đi tìm nhà vệ sinh mà. Sao cơ, nhà vệ sinh á? Mùi gì vậy? Tôi biết mùi nhà vệ sinh đấy. Ngoài ra còn có mùi khác nữa. Bánh quy. Là bánh quy của mèo con. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Đi nào. Đường này, chúng ta sắp tới nơi rồi. Bà cứu mèo ơi, chúng ta có đi đúng đường không đi ạ? Đúng mà, cứ đi theo ta. Cháu không muốn đi nữa đâu. Cháu không muốn à? Nhưng cháu đã hứa sẽ giúp ta mà. Thả cháu ra. Cháu muốn đi nhá. Thả ra. Là người xấu. Dĩ nhiên là đúng rồi. Đi nào. Đi theo ta. Đi nào, mau đi ngay. Thả cháu ra. Đi nào. Đi vào đây ngay. Cháu có sao không?
Đứng lại ngay. Đứng lại. Hạt ta đâu rồi nhỉ? Người không bao giờ bắt được ta đâu. Hẹn gặp lại sau nhé. Chào anh. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn cần phải cẩn thận. Vì nếu đúng là người lớn gặp rắc rối, họ sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ trẻ con, vì trẻ con yếu đuối hơn họ rất nhiều. Vì vậy, nếu có người lớn cần sự giúp đỡ, hãy lập tức báo cho ba mẹ hoặc đồn cảnh sát gần nhất. Bạn gấu koala mất tích. Bé vịt, bé thỏ, bé gấu koala. Gấu koala, bạn gấu koala đâu rồi? Hôm nay nóng quá. Dobby, cậu sẽ cảm thấy mát hơn nếu cậu thư giãn. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là cô cựu trưởng mẫu giáo. Tôi bị lạc mất một bé học sinh, là bé Koala. Xin hãy giúp tôi. Cô đừng lo, chúng tôi sẽ đến ngay. Nóng quá. Cô cứu. Cô phát hiện ra bé Koala bị mất tích từ khi nào? Khi tôi điểm danh các học sinh sau khi xuống xe thì phát hiện ra là đã lạc mất cháu bé. Tôi phải làm gì đây? Tôi hiểu rồi. Các cháu nhỏ, các cháu có nhìn thấy bạn Koala trên xe buýt không? Cháu có thấy ạ? Cậu Koala lúc nào cũng ngủ gật trên xe buýt ạ. Vậy chắc chắn cậu bé vẫn còn đang ở trên xe buýt. Hiện giờ xe buýt ở đâu? Xe thường được đỗ ở bãi đỗ xe sau khi đã đón và trả hết các cháu học sinh. Liệu cậu bé còn ở trên xe không? Chúng tôi sẽ tìm ra cậu bé, đừng lo. Không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Đây là bãi đỗ xe của nhà trường. Bác tài xế bò chắc hẳn là đang ở gần đây. Thấy rồi. Bác bò ơi. Bác bò. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà các anh nhầm người rồi. Tôi là Châu mà. Bác bò có mái tóc dài hơn tôi nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bác ấy có thấy đường để mà lái xe không nữa. Vậy anh có biết bác bò đang ở đâu không? Tôi không biết. Xe của bác ấy không có ở đây. Đây là lịch trình xe buýt của trường. Đây là biểu tượng của cửa hàng cắt tóc cây kéo vàng. Bác bò có lẽ là đi cắt tóc ở đây rồi. Đi nào.
Nóng quá. Mình đang ở đâu đây? Mình không thể ra ngoài được. Cứu với. Có ai không? À, đó là gấu koala. Cậu ấy bị kẹt trong xe buýt. Ôi không, cậu bé bất tỉnh rồi. Chúng ta phải tới đó cứu cậu bé ngay. Ôi không, chúng ta bị kẹt rồi. Chúng ta phải chạy ngay. Đi nào. Gấu koala, hãy gọi xe cấp cứu ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các lái xe và các vị phụ huynh cần phải cẩn thận, không được để các bé ở lại trong xe một mình. Nhất là vào mùa hè, nhiệt độ trong xe có thể trở nên rất cao và sẽ gây nguy hiểm cho các bé. Và các bạn nhỏ cũng phải luôn chú ý để xuống đúng bến của mình. Nếu các bạn bị kẹt ở trên xe, hãy cố gắng tiến đến ghế lái và mở cửa xe hoặc bấm còi để thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy nhớ những quy tắc này nhé. Bé Thiên Nga mất tích. Mẹ ơi. Ôi không. Này cháu bé, cháu không sao chứ? Cháu bị lạc mất mẹ rồi. Mẹ ơi. Cháu đừng khóc nữa, bọn chú sẽ giúp cháu tìm mẹ nhé. Đừng lo, không có vụ án nào là chú không thể phá được. Cháu này, tên cháu là gì? Tên cháu là Gray. Còn tên của mẹ cháu là gì? Là mẹ ạ. Ý chú là tên thật của mẹ cháu cơ. Là mẹ thật mà. Thế cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không? Là 7777777 A và 3. Alo. Xin chào, bà có phải là mẹ của Gray không? Cái gì nhỉ? Gray. Cái gì? Gray. Cái váy xám của bà đến rồi hả? Không có gì ạ, chào bà. Gray này, cháu có chắc là 77733 không? Cháu không nhớ ạ. Vậy thì cháu có nhớ địa chỉ nhà không? Không ạ. Cháu chỉ nhớ cạnh nhà cháu có cái hồ rất to. Hồ ư? Có một gia đình ngỗng sống ở bên cạnh cái hồ đó đấy. Tốt, chúng ta hãy đến nhà họ hỏi xem. Ai đấy? Đợi một lát. Không muốn chơi nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được anh không? Bác ngỗng, tất cả các cháu nhà anh đều đang ở nhà chứ? Dĩ nhiên rồi, chúng ở nhà với tôi cả mà. Tập hợp, tất cả tập hợp. Có 6 đứa thôi mà. Sao lại thành 7 rồi? Gray đâu rồi? Cháu nào là Gray? Tất cả xếp hàng. Hey.
Chú bắt được Ray rồi nhá. Chúng ta chẳng có manh mối nào cả. Được kem mơ mơ, cháu rất thích kem mơ mơ. Hả? Hả? Gray, mẹ cháu với cháu thường đến đây mua kem mu mu đúng không? Thế chúng ta cùng hỏi thử xem. Chào anh, tôi giúp gì được ạ? Cô bò, cô có nhận ra bà Gray này không? Gray à? Cháu làm gì ở đây thế? Mẹ cháu đang đi tìm cháu kia kìa. Hả? Tôi đi hướng nào vậy? Hướng kia kìa. Hả? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. À, cô Thiên Nga, hóa ra Gray là một bé Thiên Nga. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hả? Mẹ cháu mất tích rồi. Cô ấy kia kìa. Con tôi đâu mất rồi? Con ơi. Xin lỗi. Xin lỗi cho tôi qua. Chúng ta không thể đuổi kịp cô ấy được. Chúng ta phải làm sao? Tôi có ý này. Cô Thiên Nga. Cô Thiên Nga. Cảnh sát trưởng Labrador. May quá. Cô hãy nhìn đằng kia đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Con tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con yêu ơi. Con ơi. Con đi đâu thế? Mẹ đã rất lo cho con. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi các bạn ra ngoài cùng với ba mẹ, hãy nhớ phải luôn ở bên cạnh ba mẹ của mình. Và nếu chẳng may bị lạc, hãy ở tại chỗ và chờ ba mẹ mình. Hoặc hãy tìm sự giúp đỡ của các cô chú cảnh sát. Hãy ghi nhớ số điện thoại của ba mẹ và địa chỉ nhà mình nhé.